Cực lạc là đâu? Tá cực lạc là đây. Rồi bỏ tay kia ra xuống rồi tay kia. Có hơi chậm chút không? Hơi chậm tí xíu thôi. Nhưng hôm qua là ai dơ, ông dơ tay phải không? Ông là dơ tay là bị chậm hơn nhiều. Bây giờ thì tối này nhẹ không? Ôi trời ơi, quá đẹp. Ok, mà thấy nhẹ cái tay ghê hết. Ok, tiếp dậy đi. Hôm nay đi không thấy nó tê tay nữa à. Tê tay này, đi xe máy không thấy tê nữa. Không thấy tê nữa, ok. Rồi, bây giờ co tay lên đó. Ok, không này ngon lành không? Thấy chưa? Thấy không? Rồi, cái tay này nói cái hết ngon rồi. Thấy không? Nói dọa cho anh em nó ráng. À, tại vì anh em bị tổn thương cuộc sống cổ rồi. Mọi người hiểu không? Cái này là do cuộc sống cổ rồi. Cho nên khi mình chồm đá là chung cùng một lúc, cùng một lúc cái gan, cái cổ. Cái cổ là dùng cái khăn đa đăng á. Cái đầm đăng đây cái cổ mới nằm thì nó mới dứt được. Chứ còn cái gan không chứa đủ. À, anh này bị hai thứ. À, rồi, còn gan đó là bắt buộc rồi. Tại vì anh có dấu hiệu sao ở trên ngực rồi. Tức là gan có vấn đề rồi. Mà nếu anh không nhậu nữa thì cái chuyện đó là do thuốc lá thôi. Đó là tổn thương gan của anh rồi. Do đó bây giờ chỉ có duy nhất để cứu anh được á là phải chườm đá vừa gan vừa cổ và chườm liên tục. Giờ không ngưng nữa, giống như anh gì đó Thọ. Anh Thọ đó ha, anh Thọ là chườm đá như vậy là 2 năm mấy nay rồi, không có bỏ ngày nào. Mà cái điều quan trọng là nó cải thiện cho cơ thể rất nhiều. Nhưng mà tôi hỏi anh Thọ có hốt không khí chưa? Hốt nhiều. Và chỉ có hốt không khí thì mới thấy cái giá trị của chùm đá. Mà có chùm đá mà vừa hốt không khí mới thấy giá trị của cái này. Tôi nói ha, anh nào mà béo phì hốt nhanh xuống cân. Nhanh xuống cân. Nhưng mà có điều một cái nữa này. Chính xác. À, là cái điều quan trọng như tôi á, là trước đây á, tôi bị ngoại tâm thu. Mà tôi dùng thuốc cũng nhiều lắm nha. Mà cái ngoại tâm thu nó không giảm. Nhưng mà từ khi tôi hốt không khí giờ ngoại tâm thu không còn nữa. Rồi nói cho đáng lên là như vậy đó. Dạ tiếp theo. Nè, đó, ra đây nè. Rồi, ra đây. Thì khi á, tôi nói mọi người để lưu ý cái bài học này cũng rất là dễ làm. Không có gì khó nữa. Đây nè, mình nắm cái ngón tay nè, ngay cái mắt nè. Giật. Vậy thôi. Đây nè, giật. Nè không? Đây nè, giật. Rồi, cái cục. Nè, rồi, cái cục nữa. Nè không? Rồi, giật. Rồi, xong bắt đầu lắc cổ tay. Nè, gặp một cái. Nè, rồi bây giờ và ấp da mềm, cái tay mềm. Rồi thì giơ tay kia lại ha, cái đó là không nói tay kia nè. Đó, khác liền ha. Nhưng mà điều quan trọng là gì nè, bây giờ cái tay này quay lên đây coi được bao nhiêu. Lên cao rồi hả? Ok, nhưng mà đó là mới chơi thôi. Ngồi đây đi. Mới thôi nha. Mới chơi thôi. Okay. Lôi ra đi. Rồi, ta là rau quên rồi. Đây là rau rồi, làm phải rau trước nha. Ok. Cái gì đấy? Đây này. Cái này thì để vô thế nó cứng liền ha. Ha. Không gặp được. Hey. Bắt đầu bước xuống này để lại thử coi sao, để chơi. Mà chơi. Rồi, để lại đi thử coi. Rồi. Như đó, nằm tiếp đi. Cầm rửa cho anh hỏi. Đấy. Rồi. Thì mọi người thấy mà cái xương đó là anh này bị lỗi mà từ trước nay không biết, cứ để nguyên vậy đi ha. Rồi để xuống ha. Hồi đó giờ có được kéo lần nào chưa? Kêu ha, đây lần đầu phải không? Bây giờ nói thử cảm giác này sao.
Ê, nằm xuống chơi chưa? Dân, 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 cứ chịu cho nằm để về cái ý kiến coi. Dân, dân, dân. Dạ. Nằm là thấy kéo là thấy sao? Dạ. Dạ, nó đang ở miền cực lạc đó thôi ạ. Bỏ vốn đi cha, tụi mình tiền đâu có nhiều không? Đi, sổ số kiến thiết gì đây? Rồi, coi chân lại. Rồi nằm thẳng ra, thẳng người ra, thẳng người ra, thẳng người ra đó. Rồi nhấc cái giò lên, rồi anh qua kia. Cứ ngắt là người cứ ngắt giống như ông gì đó. Lê mê, lê mê, lê mê quá đã, lê mê quá đã. Ông Đoàn thì điệm hả? Không phải là cực lạc là đâu, tá cực lạc là đây. Kiểu sao đừng thầy đừng có lên gọi vạn xanh nha. Thầy có lên gọi vạn xanh rồi là dân gian kiểu này khổ lắm. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.